Trong kỳ thi cuối kỳ, loa của trường đột nhiên vang lên. Các em, đề thi có một câu hỏi bị nhầm. Các em hãy nhìn câu đầu tiên ở trang cuối cùng. Bạn Hoa đi bộ với vận tốc 5 km/h. Hỏi bạn Hoa đã đi được bao nhiêu km trong 2 tiếng rưỡi? Các em hãy đổi lại bạn Hoa thành bạn Mai. Đéo! Nhiều khi mình đéo thể hiểu được. Nhiều khi mình đéo thể hiểu được.